chào khán giả của Auto Việt Nam. Ở trong phân khúc crossover 5 chỗ ngồi hiện nay ở tại thị trường Việt Nam đang có một cái cuộc đua tranh rất là gay gắt đến từ rất nhiều những tên tuổi và thương hiệu lớn ở trên thế giới. Ở trong phân khúc này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có rất nhiều những cái mẫu xe và đồng thời là với rất nhiều những cái mức giá bán khác nhau để chúng ta có thể tha hồ lựa chọn. Nói ngay như cái việc là nếu như các bạn lựa chọn một chiếc xe crossover 5 chỗ ngồi và với mức giá khoảng tầm trên 800 triệu đồng thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu xe với những cái tên tuổi như là Mazda CX-5, Hyundai Tucson, rồi Toyota Corolla Cross. Và nếu như các bạn lựa chọn một chiếc xe crossover 5 chỗ ngồi với mức giá bán dưới 800 triệu đồng thì chúng ta có thể lựa chọn những cái tên ví dụ chẳng hạn như là Honda HR-V, Ford EcoSport, Kia Seltos, một trong những tân binh mới ra mắt trong làng xe Việt. Đồng thời là các bạn có thể lựa chọn mẫu xe Hyundai Kona phiên bản 2.0 lít đặc biệt đang đứng cạnh với ngay lúc này. Và dần dần thì Auto Việt Nam sẽ làm tất cả những video về những cái dòng xe như vậy để phục vụ quý khán giả của Auto Việt Nam. Và trước tiên để đến với video thì các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi kênh thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất trong series Xe và Người Đẹp của Auto Việt Nam nhé. Và ngày hôm nay thì Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới quý khán giả khách mời sẽ tham dự trong chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta, đó chính là anh Long, phụ trách kinh doanh của đại lý Hyundai An Khánh. Xin chào tất cả các khán giả của Auto Việt Nam. Như tự giới thiệu, mình là Hoàng Long, chuyên viên tư vấn bán hàng của Hyundai An Khánh. Long này, phải nói rằng là những cái mẫu xe đến từ Hàn Quốc, đặc biệt là Hyundai, anh rất là ấn tượng với cái phong cách ngôn ngữ thiết kế của họ. Với Hyundai thì họ đem tới cho chúng ta là một cái ngôn ngữ thiết kế gì đó nó rất là trẻ trung, thời đại và phải nói rằng là rất thời trang. Nói ngay như mẫu xe Hyundai Kona đang đứng cạnh anh em mình lúc này thì đây là một trong những cái mẫu xe ra mắt năm 2018 rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thì Auto Việt Nam mới có cơ hội để chia sẻ cho quý khán giả về cái mẫu xe này. Phải nói rằng là về cái góc độ thẩm mỹ khi mà nhìn về cái mẫu xe Hyundai Kona này, anh thấy rằng là họ đem tới cho chúng ta là một cái điều gì đó rất là trẻ, rất là hiếu chiến. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đường gân nếp gấp ở bên trên nắp capo xe. Rồi một cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế theo kiểu dạng hình lục giác đặc trưng trên những mẫu xe Hyundai ngày nay. Bên cạnh đó thì với những cái giải đèn LED daylight chạy ban ngày ở phía bên trên, cụm đèn chiếu sáng bi LED lại được đặt ở phía bên dưới. Đây là một trong những cái điểm nhấn mà lần đầu tiên anh nhìn vào cái thiết kế của Hyundai Kona khi mà nó ra mắt, anh đã xác định rằng là đây là một trong những cái phong cách thiết kế sẽ đạt được, gặt hái được rất nhiều những cái sự thành công trong làng xe Việt. Và đúng, 2 năm qua thì Hyundai Kona thực sự đã lật đổ được rất nhiều ngôi vua và đồng thời là đã tạo cho mình những doanh số bán hàng rất tốt đến thời điểm này. Anh có thể thấy là phần thân xe của xe Kona có những đường gân dập nổi, đó là một kiểu mẫu của những dòng xe crossover hiện nay. Đúng rồi. Và một điểm nhấn rất lớn nữa ở phần thân xe Kona đó là phần ốp cua lốp này. Anh có thể thấy là chiếc xe Hyundai Kona được trang bị cho mình một phần la răng kích thước rất là lớn, 18 inch, đúng 5 chấu và tạo kiểu là phi tiêu, rất đẹp mắt. Nói chung là đại loại là anh thấy là cái bộ la răng này nó phù hợp với cả mẫu xe crossover nhỏ gọn như là Hyundai Kona. Khi mà lần đầu tiên thấy cái mẫu xe này nó lăn bánh trên đường, anh đã rất ấn tượng với cái phần la răng này và cái phần chi tiết ốp vòng cổ lốp này thực sự đem lại cho chúng ta một cái điều gì đó rất thể thao. Lốp này là lốp 235/45 và lốp của Kumho đúng không em? Vâng. Ok đấy. Bốn bánh là phanh đĩa nhỉ? Vâng, bốn bánh là phanh đĩa. Ok. Và tiếp đến ở phần thân xe một chi tiết cũng tạo nên vẻ đẹp của xe Kona. Đúng rồi. Đó là phần gương. Gương xe Kona được gập điện, chỉnh điện và có tích hợp cả sinh nhan trên gương. Sinh nhan trên gương. Và trên lòng gương thì còn có cả cái cảnh báo điểm mù. Nói chung là với một cái mẫu xe mà có một cái phần chi tiết nhỏ như này này, cảm giác sexy nhỉ, đẹp. Vâng. Tay nắm cửa là mở cửa nhanh này đúng không? Keyless entry. Có thanh giá nóc này. Đằng sau đây, đằng sau cụm đèn LED nhá. Phía đằng đầu xe nhá là đèn LED rồi, đằng sau cũng là LED. Và với một cái kiểu thiết kế đồ họa hình sự quang như này trên những mẫu xe của Hyundai, sự là anh rất là ấn tượng với những cái phong cách thiết kế. Mà phải nói rằng là những cái LED này này, lúc mình đi vào ban đêm ấy, thực sự ấn tượng nhỉ, đẹp. Người ta nhìn phát là mình biết đó là xe Kona. Đèn LED này, đèn trên cao cũng dạng LED này. Rồi cái cụm đèn hậu này, xi nhan hậu này, với đèn lùi này, nó thiết kế rất mạch lạc. Camera lùi thì không thiếu được rồi. Camera lùi không thiếu được rồi. Có cả phần cảm biến. Mắt cảm biến 1, 2, 3, 4, đúng rồi. Một cái mẫu xe mà dưới 800 triệu thì chắc chắn sẽ không thể thiếu được rồi. Cốp xem nào. Cốp này là cốp cơ đúng không em? Cốp cơ. Ok. Về phần cốp của xe Kona thì rộng. Vẫn rất là rộng. Rộng đấy. Cốp này khá là rộng. Nếu như mà cốp này thì có thể để xem nào. 1, 2 vali. Hai cái vali lớn. Hai vali lớn em nhỉ? Vâng. Ok. Rộng. Nhưng mà một gia đình
thoải mái dùng. Nói chung là cần như vậy thôi, bởi vì bản chất là một cái mẫu xe mà được coi là thiết kế dành cho đô thị ấy, thì cái không gian như này là anh thấy là ok rồi, cũng vừa đủ để cho chúng ta sử dụng. Ok, anh muốn khám phá một chút bên trong nội thất. Nội thất mới là thứ chúng ta phải khám phá nhiều hơn. Ok, bước vào bên trong cái khoang nội thất của Hyundai Kona thì anh phải thú thực với Long rằng là Hyundai họ dung hòa rất tốt ở hai yếu tố, đó là cái ngoại hình, tức là ngoại thất xe và nội thất xe, luôn luôn nó có một cái tỷ lệ thuận với nhau. Thiết kế phải nói rằng rất trẻ, rất rất trẻ. Em có nhận không? Em có nhận rồi đó. Phải nói rằng là điều đầu tiên ấn tượng này là cái màn hình 8 inch này, giao diện bằng hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn. Đó, hoàn toàn bằng tiếng Việt nhá. Rất cái màn hình như này ấy, với tiếng Việt ấy, thì không chỉ anh em mình sẽ dùng, mà với các chị em phụ nữ hay là với những bác trai bác gái cũng như sử dụng. Có một số các dòng xe trên 1 tỷ vừa rồi làm bằng CRV, màn hình rõ ràng lắp ráp ở Việt Nam đấy, nhưng mà màn hình bên trong lại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mình còn đôi khi còn khó sử dụng, huống chi là những người trung tuổi đúng không? Nhưng người ta xe biết có thể coi là dành cho người Việt. Ừ, đúng rồi, dành cho người Việt. À, có cả bản đồ vệ tinh ABN này đầy đủ hết đúng không? Hoàn toàn bằng tiếng Việt này. Dễ là sử dụng. Độ phân giải rất cao nhé, rất nét. Anh thấy cái màn hình này nó còn kết hợp với cả cái app mà mình kết nối trên điện thoại này, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đấy, đúng rồi. Đấy thì màn hình này có thể coi là màn hình 3D. Khi mà anh đi map vào một số tòa nhà trên hình thành phố ấy, một số các tòa nhà lớn nó cũng sẽ hiện ra rất đầy đủ. Nói chung là đại loại là màn hình này ok rồi, bởi vì thứ nhất là nó là giao diện tiếng Việt, mình dễ dàng mình sử dụng. Cái vấn đề thứ hai là giao diện, cái độ phân giải nó rất là cao, mình tương tác giống như là mình sử dụng điện thoại ấy nhỉ. Đúng rồi. Dễ. Với cái màn hình này thì như anh tham khảo thì nó có cả kết nối với Apple CarPlay này, Android Auto này đúng không? Đúng rồi, trên màn hình này thì có đầy đủ các tính năng kết nối mới nhất hiện nay, như là Apple CarPlay này, Android Auto và Bluetooth, USB AUX còn có đầy đủ. Ok, với màn hình này thì ok rồi, với cái độ phân giải rất là cao, cảm giác tương tác rất là tốt. Đồng thời phía bên dưới này với một cái 4 cửa gió điều hòa này, ốp mạ chrome này. Điều hòa của xe Kona thì trang bị là điều hòa tự động một vùng. Tự động một vùng đúng không? Đúng rồi. Ok, hy vọng bản mới có 2 vùng nhỉ? Chắc chắn là sẽ có. Đối với cái ok đấy. Mặt đồng hồ tablo này, tông màu hoàn toàn màu đen nhé các bạn nhé. Ghế này màu đen này, phía bên trên tablo, táp ly cũng sử dụng màu đen này. Nhựa mềm, da mềm này. Nhựa trên này thì là nhựa thôi, nhưng mà phía bên dưới nó là da mềm. Sờ vào toàn bộ là nhựa mềm nên là cách âm tốt và nó tạo sự được sang trọng. Nhìn nó gọi là đại loại là nhìn nó trẻ. Vâng. Chứ không phải sang thì hơi sai. Sang phải những dòng xe mẹc. Ok, dưới này chúng ta có những cái nút tăng giảm điều hòa này. Ok, cái đấy thì xe nào cũng có rồi. Đúng rồi. Dưới này chúng ta có những cái cổng sạc USB này, cổng sạc 12V AUX đầy đủ hết nhờ. Vâng. Ghi lại hy vọng một lần nữa ở phiên bản mới có cổng sạc smartphone. trên phiên bản phiên bản 1.6 có. Sẽ có sạc không dây. Đúng rồi. Phiên bản 2.0 thì không chưa có đúng không? Rider mode điều chỉnh sang các chế độ lái khác nhau, một trong những thứ mà anh rất thích khi mà lái trong trường. Vâng. Chỉnh sang sport chạy kiểu sport nhá. Comfort ở trong đô thị chạy kiểu êm ả. Đúng không? Ok, chúng này mình có nút bấm khởi hành hàng dốc này. Đổ đèo. Đúng rồi. Hỗ trợ đổ đèo, xin lỗi. Trong phân khúc này có xe Kona đã có. Ừ, có cả hỗ trợ khởi ngang dốc nữa. Khởi ngang dốc thì hầu như tất cả các dòng xe của Hyundai đều được trang bị. Đều có rồi đúng không? Vâng. Không thiếu được. Cái này là hỗ trợ đổ đèo. Hỗ trợ đổ đèo. Tắt bật cảm biến này đúng không? Vâng. Khởi động start stop này có hết đúng không? Đầy đủ. Phía bên này mình có tắt bật cân bằng điện tử này. Đó. Rồi ok. Cảnh báo điểm mù và tăng giảm độ sáng của tablo. Đầy đủ hết này. Vị trí là ok đấy. Với một cái mẫu xe mà anh nghĩ là nó thiên về cái thiết kế cho những người trẻ và thiên hướng là đem tới cho chúng ta những cái sự hưởng thụ và cái góc độ là thể thao thì vô lăng này anh cho rằng ok đấy. Tương tác dễ. Rít phát sướng. Mà với cái vô lăng này nhá, cầm rất là chắc tay nhá. Vâng. Mềm. Nút bấm trên này thì khỏi phải nói rồi. Nó rất là mềm. Sờ chạm rất là thích. Chúng ta có những cái nút bấm như là tăng giảm âm lượng này, đàm thoại rảnh tay này, đúng không? Điều chỉnh của phía đằng sau của màn hình này. Rồi set cả tốc độ control có đúng không? Đầy đủ hết. Ok, với cái màn hình tablo này anh cho rằng đúng là nó thiên về những cái góc độ là đem tới cho chúng ta những cái góc độ thể thao. Đồng hồ bóng tô máy to nhá, km cũng to nhá. Ở giữa là màn hình điện tử dạng digital nhá. Nói chung là hiển thị hết cả những cái thông tin hiện nay. Và với một cái cúp đồng hồ theo kiểu dạng analog bán điện tử như này thì anh nghĩ là nó vừa giá tiền như này, phù hợp.
Một mẫu xe mà tức là thiết kế dành riêng cho đô thị và dành cho gia đình thì cần như vậy thôi. Đúng rồi. Về trang bị xe nó rất là đầy, vừa đủ chưa hề quá được. Nhiều người thì vẫn yêu cầu cao hơn. Như này là ở Việt Nam như này thì nhu cầu sử dụng người Việt Nam thì cũng chỉ đến như vậy thôi. Đúng rồi. Trên đèn phiên bản sách này có hết đầy đủ này. Trên phiên bản 16 combo thì có thêm cửa sổ trời. Gương để make up này cho các chị em phụ nữ này đúng không? Đầy đủ hết. Cái này có bên này có hết. Kính một chạm đúng không? Một chạm bên lái. Ghế này thì là ghế điều chỉnh điện 6 hướng nhỉ? Đúng rồi. Bên này phiên bản 2.0 là điều chỉnh 6 hướng. Và có cả điều chỉnh độ phồng lưng ghế này. Cái rất thích luôn. Nếu mà đi xa mà có cái điều chỉnh độ phồng lưng ghế này là ok đấy. Ghế này thì là vật liệu da là có cả thông khí này. Đục lỗ thông khí này. Đó. Anh ngồi thấy có ôm người không? Được, dòng này ngồi sướng mà, cái này nó ôm người. Chạy tốc độ cao là ok đấy, cảm giác nó thoải mái. Vị trí ngồi như thế này, ghế lái là anh thấy rằng là gương là vừa phải là nhỏ này. Phù hợp với một cái mẫu xe SUV hiện nay. Tầm nhìn quan sát thì anh cho rằng là cũng ok. Bởi vì bản chất là cột chữ A này nó làm vừa phải này. Nó không to quá. Nếu to quá mình đi trong nội đô luồn lách qua những con ngõ ngách nhỏ khó đấy. Với Hyundai Kona anh thấy là cột chữ A vừa phải, không to lắm. Phanh tay là phanh cơ thôi. Hy vọng là phiên bản mới sẽ có phanh điện. Vâng. Phanh điện là ok đấy. Bệ đỡ tay. Có thêm là ở đây là có không có gì cả. Đây chúng ta sẽ có thêm những cái hốc để đồ đây và cái bệ đỡ tay đây. Ok, anh khám phá một chút bên hàng ghế thứ hai đi. Rồi, ok em mời. Ok, với hàng ghế thứ hai thì anh cho rằng là cái vị trí ngồi như thế này, nếu mà thành viên khoảng 4 người trong gia đình ngồi như thế này là cũng ok đấy. Với cái vị trí tức là cái hàng ghế, cái không gian hàng ghế trước và vị trí lùi của mình này, tức là nó cũng là vừa đủ. Nó thật là vừa đủ. Và cái ghế này thiết kế nó hơi hình dạng chữ V. Cái phần ghế phía bên dưới này nó đỡ đùi chúng ta ngồi nó không bị mỏi. Đúng rồi. Anh đánh giá cao chỗ này. Chí thế này. Đấy, ngồi rất là ok. Đằng sau chúng ta có thêm ba cái phần chi tiết bệ đỡ đầu này, đúng không? Không có cả bệ thịt tay. Rất đẹp rồi. Đó, có cả để chai nước này. Chai nước. Rất nhiều vị trí để chai nước. Nói chung là một cái mẫu xe mà phục vụ cho gia đình thì không thể thiếu được những phần chi tiết đúng rồi. Chúng ta đi những chuyến đi xa chẳng hạn ngồi 4 người, 2 người đằng sau là ok đấy. Khá thoải mái. Tuy nhiên thì chưa thấy cửa gió điều hòa đâu nhỉ? Rất tiếc là xe Kona thì chưa được trang bị cửa gió điều hòa. Hy vọng phiên bản mới sẽ có. Chắc chắn là anh nghĩ là phiên bản mới sẽ có đấy. Chắc chắn đấy. Sàn thì ở đây cũng là không phải sản phẩm. À đúng rồi, trên những cái phiên bản ở nước ngoài là nó có cả phiên bản chạy cầu sau. Đúng rồi. Nó sẽ có cả phiên bản chạy cầu sau nên là nó sẽ có cái úp này. Anh gọi là vai bò. Nhưng mà nói chung là với những cái vị trí ngồi như này thì anh nghĩ rằng là với một gia đình trẻ khoảng tầm 5 thành viên, hai người lớn bố mẹ và hai đứa con và ông bà thì đấy là ok đấy, bởi vì bản chất là ngồi như thế này cũng tương đối là ổn. Tuy nhiên thì phải đáng tiếc nếu mà có cửa đường hàng sau sẽ tốt hơn, sẽ ấm hơn. Với cái mẫu xe Hyundai Kona này anh đã nói ngay từ ban đầu thì nó không chỉ phù hợp với cánh mày râu mà nó còn phù hợp với các chị em phụ nữ, thậm chí là những bạn lái mới. Anh vẫn coi những cái dòng SUV cỡ nhỏ này là thiết kế để mà giúp cho chúng ta thì dễ dàng luồn lách đi qua những con ngõ ngách nhỏ, thậm chí những cái cung đường chật hẹp, thậm chí là những cái cung đường xấu. Và với một cái mẫu xe trong đô thị thì ở Việt Nam phải đáp ứng được cái việc đó là gì? Leo lề leo vỉa hè được, đúng không em? Đúng rồi. Hyundai tạo ra chiếc xe Kona, một mẫu xe crossover trong đô thị, có thể luồn lách trong nhiều các con ngõ nhỏ của đô thị Hà Nội và có thể linh hoạt trong nhiều trường hợp tắc đường. Anh cũng chạy dòng này nhiều rồi nhưng mà hôm nay thực sự mới là có cơ hội để quay đấy. Mà với một cái mẫu xe như thế này thì cái khoảng sàn gầm là 170 mm, nó cũng dễ dàng để cho anh em mình leo lề leo vỉa hè đấy. Chẳng hạn như là đỗ xe ở đâu đấy cần phải leo vỉa hè thì mình leo lên thôi nhờ, không sợ chạm bầm chẳng tiếc gì. Đấy là một trong những cái ưu điểm của một cái mẫu xe crossover mà những mẫu xe hạng B, hạng A không có được. Còn nói về cái khả năng vận hành
thì thực sự là nói với Long rằng là Hyundai Kona đang sở hữu một cái khối động cơ 2.0 ở trong phân khúc như là Ford EcoSport, Kia Seltos hay là Hot HRV thì đều sở hữu một cái khối động cơ tương đối nhỏ hơn đấy. Và với một cái khối động cơ 2.0 lít thì Hyundai họ đem tới cho chúng ta là một cái mức độ hưởng thụ, tức là nó phóng khoáng, tức là đem lại chúng ta những cái trải nghiệm, nó là hưởng thụ, nó mang tính gọi là thể thao. Đúng rồi, nó mạnh chứ không phải là nói chung là mỗi cái hãng xe nó sẽ có những cái triết lý chiến lược thiên về những góc độ nào, góc độ nào. Chẳng hạn những hãng xe Nhật họ đem tới cho chúng ta là cái gì, là góc độ về không gian rộng rãi, là gì, là tiết kiệm. Nhưng mà đối với Hyundai anh cho rằng họ đem tới cho chúng ta là một cái thiên hướng đem tới, đó là cái góc độ là trẻ, thể thao và cá tính. Với Hyundai Kona ngay từ ban đầu ra mắt năm 2018 ta nói OK, và với một cái mẫu xe mà 2.0 lít sản sinh ra khoảng tầm 149 mã moment xoắn đạt là 180 newton ở những giảm phân khúc khoảng 4.500 vòng trên một phút, kết hợp với một cái cụm hộp số 6 cấp thì nó sẽ vận hành ra sao khi ở ngoài đường trường? Và bây giờ thì anh em mình cùng nhau ra Đại lộ Thăng Long, một trong những cung đường mà anh cũng nói với cả khán giả của Việt Nam ấy, là cung đường quá quen thuộc với cả anh em trong đội quay rồi. Cung đường này thì nói chung là anh em mình phải làm quen với một cái độ nhám, độ ma sát cực kỳ lớn. Anh em nghĩ là anh sẽ ấn tượng với chiếc xe Hyundai Kona với việc là khi mà di chuyển trên một cung đường trường. Chiếc xe Hyundai Kona nó có một điểm mạnh ở trong các con đường cung đường nhỏ, nhưng khi mà đến ra đường trường thì nó không hề yếu một tí nào, và để có phát huy được cái điểm mạnh của một khối động cơ lớn nhất trong phân khúc 2.0. Ô này, vô lăng nhá, chuyển sang chế độ sport, nặng tay nặng hơn, và chắc và siết, cảm giác vô lăng hơn đấy, siết tốt đấy, ấn tượng. Đây xe nào vượt qua chỗ này đã, rồi tính sau. Ra đến ngoài đường trường thì với một chiếc xe phải nói rằng là đã quen thuộc với quý khán giả rồi, 2 năm qua thì Hyundai Kona nó đã thể hiện mình là một trong những cái mẫu xe gặt hái được rất nhiều những sự thành công trong phân khúc SUV. Và phải nói rằng là cũng làm đau buồn rất nhiều những gọi là ông vua, gọi là ông vua không ai cả. Trước đó mình phải nói đến đó là Ford EcoSport, em nhỉ? Một trong những gọi như là ông vua trong phân khúc SUV. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của Hyundai Kona thì nó đã thay đổi cuộc chơi, và đến bây giờ thì phải nói là Kona nó gặt hái được rất nhiều sự thành công. Xét về cái góc độ yếu tố đó là gì, đó là thiết kế đẹp, và nó cái mẫu xe Hyundai Kona này anh phải khẳng định rằng là nó đem lại cho chúng ta cái góc độ về cái sự hưởng thụ, có nhiều trang thiết bị tính năng công nghệ và option nhiều, nó là cái mà về bản chất nhá, người Việt người ta cần, đúng không? Vào tháng 8 năm 2018 thì mẫu xe Hyundai Kona được ra mắt. Vào thời điểm đó thì chiếc xe Ford EcoSport làm mưa làm gió tại phân khúc SUV đấy, SUV crossover đấy. Và xe Hyundai Kona ra mắt thì nó là một hiện tượng lạ và tạo nên một dấu ấn rất lớn. Với một cái khối động cơ là 2.0 lít hút khí tự nhiên, đúng không? Nếu mà so sánh với cái bản 1.6 turbo thì bản này là bản hút khí tự nhiên 2.0, sản sinh ra khoảng tầm 149 mã, moment xoắn đạt khoảng tầm 180 newton ở những giải vòng tua khoảng 4.500 vòng trên một phút, kết hợp với một cái cụm hộp số 6 cấp. Cá nhân anh nói thật anh thích chạy cái chiếc xe có hộp số có cấp hơn, bởi vì bản chất là nó sẽ đem lại cho anh em mình những cái trải nghiệm ở thể thao so với một cái cụm hộp số vô cấp. Tuy nhiên thì nó phải kết hợp với một cái khối động cơ là tương đối là lớn thôi, tức là ít nhất nó phải 2.0 thì nó mới ok, chứ nếu đến khoảng tầm 1.5 thì nó hơi lag. Đúng thật. Đấy, nói ngay như cái việc là nhá, nếu chẳng hạn mình chuyển sang chế độ sport này nhá, đấy đấy, vòng tua đẩy lên cao nhá, nhanh vòng tua đẩy lên cao nhá, đẩy lên vận tốc rất nhanh đấy, nó đem lại cho mình kiểu cảm giác chạy nó phóng khoáng, nó thể thao. Và nói thật là với cái kiểu chạy như thế này thì đúng là chỉ có những người trẻ như kiểu anh em mình ấy nhở, chứ còn mà bảo là những các bác trai bác gái độ tuổi trung niên thì người ta sẽ không chạy kiểu này. Đúng rồi. Thì chiếc xe Hyundai Kona thì được trang bị là ba chế độ lái này, rất chiều người lòng người và phù hợp với rất nhiều các khách hàng trẻ hiện nay. Đúng rồi, anh thấy là nhiều người trẻ người ta mua này, chạy 80 này, vòng tua là khoảng tầm 2.000 vòng trên phút đều này đấy, đẩy lên một chút thì là 2.500 nhảy số này,
2.500, về đều là khoảng tầm 2.200, 2.300, đấy 2.500, lên 100 thì rơi vào khoảng tầm 2.500. Như thế là nếu mà 2.500 là nó thực sự là mới chỉ có tác dụng như là một nửa mô men xoắn đúng rồi, một nửa mô men xoắn nó khá là dư thừa, anh nghĩ là chính xác, nó anh nghĩ là khá dư thừa mà chạy khoảng tầm trạng thái là 4 người lớn ở trên xe là vẫn là kéo tốt thoải mái mà chạy thể thao đấy. Với một cái mẫu xe mà trang bị một cái cụm hộp số 6 cấp thì như anh đã nói thì nó đem lại cho mình một cái trải nghiệm nó tương đối là nhanh nhẹn, và với những cái cú chẳng hạn như là bứt tốc bất chợt vượt xe thì nó không khó. Không khó một chút nào. Đây này, thử ngay này, đã phát lên luôn. Động cơ nhá, rất tròn êm và ngọt. Những cái khối động cơ của Hyundai anh phải thú thực rằng là họ luôn luôn tạo ra một cái trạng thái rất là tròn, rất là êm, rất là ổn định, đúng không? Ổn định. Đây này, nhá. Mình thấy nhá. Mình thử nhá. Đây. Đạp sâu chân ga nhá. Đó. Tròn nhờ. Rõ ràng nghe thấy tiếng động cơ, tuy nhiên thì nó là một cái trạng thái rất là êm. Còn nói về cái phần vô lăng của mẫu xe Hyundai Kona thì anh cho rằng là ở chế độ Sport ấy, nó có độ siết cao, cảm giác rất là tốt. Cái độ phản hồi của nó với mặt đường nhá, rõ ràng, phải nói là rõ ràng, và đem lại một cái sự kiểm soát rất là tốt, độ nhanh nhạy đấy, chỉ hơi đánh lái như này thôi này, nó siết tốt đấy, có độ siết rất là tốt, và cái độ phản hồi mặt đường thực sự là nó đem lại cho mình một cái cảm giác kiểm soát đấy. Anh thấy một cái mẫu xe mà đúng là nó thiên về cái việc nó đem lại cho chúng ta những cái khả năng vận hành thể thao, thì với một cái phần vô lăng này thì đó là một trong những cái điều bắt buộc phải có, phải đem lại cho mình cảm giác nó hơi phấn khích một chút, chạy nó mới sướng. Đấy, chuyển làn nhá. Còn nói về cái phần hệ thống treo của Hyundai Kona thì anh đánh giá rằng là với một cái phần hệ thống treo kiểu MacPherson phía trước, kiểu dạng thành dầm xoắn ở phía sau, là thành cân bằng, thì nếu như mà chạy ở trạng thái là đủ tải, nhá, thì nó sẽ đem lại cho mình ở những cái trạng thái trong đô thị nó tương đối là mềm hơn. Tuy nhiên nếu như mà chạy ở ngoài đường trường này với hai người lớn anh em mình đang ngồi đấy thì nó tương đối là cứng chắc chắn và chắc, nó không cứng quá đâu. Đây này, cảm đi qua những cái phần đường xấu này nhá, ổ gà voi này nhá, ổ gà này nhá, đấy, đi qua những phần ổ gà này nhá, những cái phản hồi từ mặt đường lên đến phần mông người ngồi thì nó không quá rõ rệt, nên là đó là một điểm mạnh của xe Kona, êm ái ở trong đô thị nhưng mà không bị quá cứng khi mà ra thị trường. Còn nói về cái khả năng cách âm chống ồn thì với một cái mẫu xe mà có cái bộ la răng kích cỡ là khoảng tầm 18 inch, đây là thú thực anh chia sẻ nhá, thì là cái việc là khả năng cách âm chống ồn là vừa đủ, chứ thực sự là không phải là thực sự là xuất sắc đâu. Anh nói là không phải xuất sắc, đây là mình đánh giá một cách khách quan nhá, đang lắng nghe là cái khả năng cách âm chống ồn là vừa đủ thôi, là trung bình, là mức tương đối chứ không phải là xuất sắc. Kể cả nói ngay thì kể cả những cái dòng vừa rồi mình chạy như là Cross, Toyota Corolla Cross cũng ở trong phân khúc COV nhưng mà nó ở trên 800 triệu một chút, chạy cũng la răng 18 ấy, la răng to, những mẫu xe la răng to thì không thể chạy được. Đó là một sự đánh đổi thôi. Đó là sự đánh đổi. La răng to thì anh em mình đi chẳng hạn thì chạy cao tốc này nó có những máy nổ lốp thì mình cũng an toàn hơn so với một cái phần la răng nhỏ. Muốn đây này. Có một chiếc xe có phần ngoại hình đẹp, tạo dáng la răng đẹp, chúng ta phải đánh đổi thôi. Làm gì có nữa, không có gì là hoàn hảo hết cả. Cái, nó là sự đánh đổi hết. Đây nhá, đi qua nhá, đi qua phần bố cầu này nhá. Đó. Chuyển động, các rung động nó cũng khá là nhanh. Là ok đấy, không phải là kiểu dạng cứng đâu. Nó thiên hướng là đi trong đô thị nó sẽ mềm. Mặc dù là hệ thống treo rất giống những cái mẫu xe khác trong phân khúc, tuy nhiên thì các hãng họ sẽ điều chỉnh cái mức độ cứng mềm tùy theo cái phương châm của họ. Đúng rồi. Anh thấy Hyundai kể cả những dòng i10, kể cả những dòng Accent nhá, cũng đã thử thì nó tương đối là nó mềm, nó thiên về trong đô thị, chạy vào đường trường thì ở hai người anh em mình cũng cảm thấy nó thoải mái hơn một chút.
Một cái mẫu xe mà ra mắt 2018 rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Auto Việt Nam mới có cơ hội để trải nghiệm cái mẫu xe này. Phải nói rằng là thực sự Hyundai Kona nó đem lại cho cá nhân tôi là một trong những cái điều gì đó nó rất là trẻ, trẻ trung, rất là phóng khoáng. Và cảm ơn đại lý Hyundai An Khánh rất là nhiều khi mà đã hỗ trợ Auto Việt Nam để thực hiện cái video clip này. Và đặc biệt là Long, một trong những phụ trách mặt hàng kinh doanh của đại lý Hyundai An Khánh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Hy vọng rằng là sẽ có những cái video tiếp theo anh em mình sẽ cùng nhau đi chia sẻ những cái thông tin về những mẫu xe khác nhau của Hyundai. Em cũng rất mong rằng có thể hợp tác với anh thêm nhiều mẫu xe của Hyundai chúng em nữa. Rất nhiều khách hàng rất quan tâm đến nhiều các mẫu xe khác nữa ngoài Kona ra. Em còn có Sơn, Santa Fe và đặc biệt là cái mẫu xe bán chạy hiện Bây giờ thì cảm ơn quý khán giả đã tham gia theo dõi video clip này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.